mà díu ấy thế? Bác, lại sửa bơm à? Vâng. Hỏng hả? Hỏng bác ạ, nó hỏng cái lá gió. Ui giời, mấy hôm nay em bơm chả ra hơi, khách người ta kêu quá. Chết, có cái bơm mà chú bơm không ra hơi thì bơm ra cái gì? Ra toàn nước rồi bác ạ. Chú cứ giỏi đùa. Này, nó gắn bó với mình, nó là cái đồ kiếm cơm của mình, đôi khi là chú cũng phải quan tâm, duy trì, bảo dưỡng liên tục đi. Này, bơm cũng phải có nghệ thuật đấy nhá. Bơm mà phải có nghệ thuật đó chứ bác. Sao cái bơm này nó cũng có tiếng nói của nó đấy. Năm lúc chú bơm nó cũng phải nhẹ nhàng, uyển chuyển, du dương, dịu dàng, dập dìu. Chứ lắm lúc tôi thấy chú dùng sức thì hài hục thì hài hục. Lắm lúc đừng tưởng là dùng sức cũng là tốt đâu nhá. Khỏe cũng mà không biết món, không biết võ bơm là cũng hỏng đấy. Lần trước đấy, chú bơm cái bà đồng nát gớm chết, kêu đến ối một cái nổi đoàn hay tôi già hòa ra cái lốp trước của bà nổ rồi. Giống như tôi đấy, làm mực in đây này, bút viết đây này, bán suốt ngày đấy, nhưng mà cũng phải để ý, bút nó cũng dăm bảy loại bút, có loại viết cái hết mực ngày, nhưng mà mình biết tiết kiệm ấy, cái nào viết thì mình viết, còn cái nào không viết mình đem đi photo để tiết kiệm. Ui, bác cả viết cả photo thì bác đa di năng quá còn gì nữa, quả nào bác cũng chơi được. Thôi, theo tôi ấy này, thay cái bơm này đi, cũ rồi. Ấy chết, không được đâu bác ạ, cái bơm này nó gắn bó với em cả đời rồi. Bây giờ mà thay nó đi thì khác nào cắt đi một khúc ruột của mình. Với lại làm như thế khách quen người ta biết, người ta tự ái chết. Phải. Mà này, mấy sáng nay em để ý thấy bác dậy sớm lắm. Sáng sớm ra chưa có khách khứa gì cả mà thấy cứ kỳ cạch ngồi gõ. Đêm lại không ngủ được hả? Không phải, đơn từ ấy mà. Khổ, chú không biết đợt này đang vào mùa cao điểm mà. Cao điểm gì? Hàng năm là cứ đến cái thời điểm này là đúng giờ cao điểm. Này, kiếm cơm của tôi đấy. Bác nói thế nào, bây giờ là mùa hè. Người ta tranh thủ rủ nhau đi nghỉ mát. Sinh viên học sinh thì nó nghỉ học. Rồi là mùa cưới thì chưa đến. Lấy đâu ra ai đơn từ kiện tụng gì mà bác viết. Chú, tác trách quá. Suốt ngày chỉ có cắm mặt vào cái bơm rồi không chịu nhìn xung quanh gì cả. Chú có biết không, hàng năm nhá, cứ đến thời điểm này là có một cuộc chiến trong lòng cả nước đấy. Trời ơi, chú không để ý đấy thôi. Nó âm mỉ vào buổi đêm, nhưng nó dữ dội vào buổi sáng, rộn ràng vào buổi trưa và dây dưa đến tận buổi tối cơ đấy. Cuộc chiến gì mà gớm vậy bác? Úi giời ơi, cuộc chiến này là cuộc chiến đang vào lúc gay go ác liệt. Thời điểm này, đúng vào cái lúc này này, cao điểm.